Hello mọi người, một cái clip mà trong đầu năm mới như thế này thì tại sao mình lại lựa chọn cái clip này ở đầu năm mới? Bởi vì đây là một cái sự kiện mà chắc có lẽ khi anh em đọc tiêu đề, anh em sốc và anh em nghĩ là mình trôn. Anh em không, chắc chắn là mọi người trên kênh cũng sẽ nghĩ là anh với em trôn. Nhưng mà hôm nay mọi người có thấy ở phía sau này là tiệm đồ cưới. Thì hôm nay là một cái clip mà mình nói có thể chắc có thể là nghiêm túc nhất cái kênh của mình. Và là một cái, có lẽ là một cái sự kiện trọng đại, đúng không? Thì mấy bữa mọi người hay coi clip, mọi người thấy Vi nó đeo cái dây chuyền chữ V. Thì có một số anh em tinh ý thì anh em thấy là ủa tại sao Vi lại đeo cái dây chuyền mà lại tên của lại tên Vĩnh. Ok, thì... Vi, trước khi mà Vĩnh với Vi làm cái clip mà công khai như thế này á, thì Vi có nói là nếu mà ủa thì lâu nay anh em mình vui vẻ như vậy mà bây giờ tự nhiên mình quay clip mình đi làm đám cưới như thế này á, mình đi thuê đồ cưới rồi lên trên kênh rồi, không biết là anh em có còn xem kênh không đó. Thì anh nghĩ là bình thường mà, lý do gì mà anh em sợ tụi người ta không xem kênh chứ sao, chứ nhiều người ta thích em sao? Ủa rồi mai mốt, ủa chứ mai mốt mình cưới nhau rồi mà em, rồi em còn đòi ai thích nữa thì mọi người sẽ bỏ follow đó. Hả? Mọi người, anh bảo đảm mọi người chắc chắn là sẽ rất ủng hộ đó, cho nên là hôm nay thì từ đây cho đến khi mà đám cưới thì tụi mình sẽ quay lại cái hành trình của tụi mình. Và hôm nay là cái ngày đầu tiên Vĩnh và Vi sẽ đi lên đi gọi là đi chọn đồ cưới. Ok chưa, an tâm chưa? Ok chưa, có nói gì với khán giả cái ngày mà em công khai như này đó? Bữa giờ em cứ lo lắng làm gì, bây giờ mình công khai rồi, hôm nay mình công khai luôn. Ok, cho đến khi tụi mình già luôn nha mọi người, cũng như ủng hộ nha mọi người nha. Đó thì hôm nay thì... Ok, mai mốt thì tụi mình là chung một kênh trôn qua trôn lại, thì chỉ chắc mai mốt chỉ có gọi là cặp đôi trôn luôn, chứ không phải là như anh em như mọi khi nữa. Tự nhiên bữa nay mình công khai thì nghe hơi sốc à, nghe nó hơi lạ hả? Nhìn bài cho đi vô đi. Rồi ok, rồi bây giờ hôm nay Vĩnh sẽ... Rồi em cứ thử bài cho đi, hôm nay Vĩnh sẽ... quay từ cái quá trình mà tụi mình chuẩn bị đồ cưới cho đến khi cái ngày đám cưới như thế nào thì tụi mình cũng sẽ quay hết cho anh em. Hy vọng mọi người nhé, bộ mà xin gửi thư mời cho cả anh em tới giờ chung với tụi mình cho vui nha anh em. Bây giờ cái nếu mà anh em có xem clip của mình nhiều rồi thì anh em cũng biết là ở chỗ váy cưới này thì mình cũng đã quay clip vlog trước kia rồi. Thì ở đây là một cái chỗ mà rất là nhiều mẫu, phải nói là rất là nhiều mẫu đó, mới đúng. Thì cho nên cái ngày đám cưới của mình thì mình sẽ phải chọn một chỗ nhiều mẫu để cho Vi lựa chọn váy anh em ạ. Ở dưới này thôi, còn ở trên kia nữa. Ok anh em đi theo dõi hết cái hành trình chọn váy cưới của mình nha anh em nha. Vô đây, đây là phòng váy. Wow. Rồi em chọn đi nha Vi nha, em chọn làm sao cho đẹp. Nãy giờ mày thấy nổi da gà không? Quá ghê quá. Nani? Má thôi chứ. Má thích cái một ngày nào đó mà tao mà thời thiệt sự tao đi thử áo váy cưới mày như kiểu này chứ tao chết luôn rồi bây giờ. Để cho anh em thì hôm nay thì clip troll này rất là đầu tư nha. Bị lừa rồi. Nhưng mà em vẫn phải lựa cho Vi một cái váy nó phù hợp, bởi vì là anh troll đứa bạn của anh. Đó, nhưng mà Vi là nó phải mặc áo cưới. Đồ mấy bạn mẫu người ta chụp hình rồi sao người ta mặc áo cưới sao mất duyên đúng không? Em cứ tư vấn chọn. Đó thì cứ chọn đi nha. Thì hôm nay Vĩnh chọn ở đây. Bởi vì ở đây rất là nhiều mẫu váy cưới, thì trong quá trình Vĩnh quay anh em nào mà đang sắp cưới hay làm gì đó mà có nhu cầu thì tới đây tham khảo nha anh em. Váy cưới rất là đẹp mà giá rẻ mà nước một, nhưng mà giá lúc nãy em nói giá khoảng bao nhiêu tiền anh quên rồi. Dạ bên em thì từ dao động từ 5.9 đến 9.9 là mình đã có thể sở hữu được váy nước đầu bên tụi em rồi đó. Sao rẻ quá vậy? Dạ combo bởi vậy em sẽ bao gồm đi kèm lại một váy đón khách với lại một váy chà bàn, cũng như là tụi em sẽ có chương trình tặng thêm một vé chú rể nữa. Được chưa? Dạ. Mày biết bình thường như vậy là bởi là bình thường như vậy là phải mười mấy củ. Vậy chứ 10 bộ nha ông xã. hết ba xả ba rồi. Bây giờ mày chọn đi, nhanh đi Vi, mày chọn nhanh đi cậu mày. Còn một người đóng vai chung. Thế mày mặc đi, để tí nữa con Phương nó tới để làm sao mà lừa được nó là được. Mặc luôn hả? Phải mặc vô chứ. Bây giờ anh qua lo cái phần ông nội chú rể cái. Còn chú rể là ở bên này.
hôm nay một cái màn drone là rất là đầu tư. Bởi vì là thôi đi qua đây đã. Ok anh em, còn đây là bên phòng của chú rể nha. Chú rể thì vest cũng đầy đủ hết tất cả. Và đây là bạn hôm nay mình sẽ diễn cái vai của chú rể, bạn của Vi. Hôm nay chuẩn bị mọi thứ kỹ càng nha em, anh em nào mà còn kêu diễn nữa thôi thôi. Thua. Em cái clip bữa giờ nghỉ thì không có làm được, bởi vì Phương nó nói mình là trong năm 2024 này nó sẽ không để mình troll bất kỳ một lần nào nữa. Đó là lý do mà bữa giờ, à không phải Phương đâu, mọi người, tụi nó họp á, bữa họp đầu năm á, tụi nó nói như vậy. Cho nên là bữa giờ anh em thấy mình không lên clip được là lý do là như vậy đó anh em ạ. Cho nên là hôm nay phải làm một clip siêu đầu tư, như vậy thì mới lừa được. Được rồi bây giờ là cái váy đẹp, nhưng mà người thì không đẹp nha. Váy đẹp thì người đứng như cái bột đứng trên cái đôi guốc mà vẫn gọi là chỉ thấp hơn mình, không không xinh nha. Như thế này được không, ổn không? Cứ chồng ghê luôn hả? Mà lên kiếm nào ấy có bầu người cưới luôn. Má ghê quá ba. Hả? Chứ bây giờ bình thường á. Anh nào muốn gọi cưới em thì inbox Facebook em đây. Thô. Bây giờ là ngồi đây chờ. Khi nào mà nhá máy thì đứng nó sẵn. Bây giờ về với nó cái. Về với Trúc Phương. Đúng rồi. Còn chồng em ngồi đây với em hả? Ừ. Chồng em đây nhớ nha, nhớ mấy anh cả là đừng có bây giờ lo ăn rồi nó đi ngang qua nó thấy là không được nha. Ok chưa? Rồi. Mày hay mất tập trung lắm. Tập trung vô. Trong cái tập phòng. Cao độ. Ok anh em bây giờ đi về. Ê Phương. Con Vi nó sao rồi? Gì? Hồi nãy Phan nó gửi cho anh tấm ảnh này nè. Hình như anh coi đi. Quải cái trưởng. Á đù. Á đù. Mày biết không? Ba, mày nói không? Chứ ai đây? Không. Nhưng mà nó... hay là nó đi, ủa nó có nói mẹ đi chụp hình hay gì không? Ủa nó có nói gì đâu trời. Đây. Nó không nói gì luôn. Ừ, chứ nó có nói anh không? Để anh nhắn nó hỏi nó coi. Anh nhắn nó hỏi này. Em thấy ở đâu vậy? Thằng này là fan gần nhà em nè, cho anh địa chỉ được không? Ok anh. Ủa nhưng mà con Vi nó đi ấy làm sao? Ôi chừng nó đi ấy đó ơi. Nó đi làm đi chị. Bì nó đi ba cái mẫu chốp gì đó, chớp gì đó. Mày thấy có nào con Vi nó đi nhận chớp chưa? Có nào đi nhận chóp trên ấy chưa? Nó like không đủ hả? Bên Nguyễn Thái Bình. Ừ nhờ. Nguyễn Thái Bình chỗ nào ta? Nội không biết nữa, tự nhiên anh hỏi em. Anh làm gì? Em hỏi làm như em dân Sài Gòn. 353 xẹt 4 Nguyễn Thái Bình. Thôi nhưng mà đi qua đi. Ngồi nắng chết. Nhưng mà đi. Để tao mày đi qua coi thử. Ánh mày qua coi thử. Thôi có phải ông chở tôi nha. Nếu mà bây giờ đi qua mà có chú rể là đéo phải chóp. Mắc gì? Làm như chóp không có chú rể. Nó nhắn nữa nè. Bị điên à? Nè. Ôm xà nẹo. Nè nó gửi tin nhắn. Ủa chóp gì ôm vậy? Thì bình thường thôi, ví dụ ôm mèo đồ này kia nè. Ôm vậy cái mày xem nè, coi lại một lần nữa coi kỹ vô. Vậy nó có giống là đang đi chụp không? Có giống đang đi chụp không? Thôi đi, ông chở tôi đi. Đi, nóng rồi. Đúng không? Ôi, con này chắc chắn là có vấn đề gì luôn nè. Đi. Sao mày chở? Ôi trời, cái nhà của Miên. Má
má làm cái vlog gì đâu mà nó khổ. Ơi massage xong hơi gì em? Rồi massage xong hơi rồi mày nói làm, mày nói làm cái quần què gì? Massage xong hơi là con mấy, nó nãy mấy? Nó nãy mấy quên rồi. Ba mấy? 353 sẽ tốt. 353. Cầm mày cầm phụ anh đi coi. Ôi, không được. Mấy cơm ở đây nè. Ê, nhưng mà đụng á, tao không đem khẩu trang về rồi tao đi ngang của nó thấy sao ta? Để có khẩu trang không Phương? Đó, mà khẩu trang em đem rồi không được đâu. Vậy thì hai mày chở đi. Hả? Mày chở đi. Mày chở đi. Mày chở đi, tao che cái mặt tao lại chứ. Mất công mà, không thấy mày. Mày cầm cái che đi. Má mày khùng của mày. Má làm cái... Ủa nhưng mà gì nữa. Ê, nhưng mà tự nhiên thì nó cưới chồng thì mẹ nó cưới tao mày mới vậy phải. Mà nó cưới chồng nó không thông báo cho mình biết. Ờ thôi nhưng mà mình biết thôi chứ mình đừng có nói. Đúng không? Mình chỉ cần biết thôi, mình đừng có qua thôi. 353 đúng không? Cái này là 3 bao nhiêu? 38383 nè. Này là 383. Dòng mà. Không mời đám cưới mình sao? Hả? Không mời đám cưới mình sao? Có bầu không mày? Có bầu. Lê Nguyễn Trà Vy có bầu. Ơi làm như rồi trong cái ghế lái rồi nó đưa như thế anh ơi. Mày yên nha. Từ từ. Rắc chim cơ. Đây, ba nằm đây. Đào cửa này, đi ngang đi nhanh lên. Mày nãy rồi sao tôi thấy đi. Có nha. Có đang, có đang. Có đang thử đồ. Đang thử đồ. Từ từ thôi nhưng mà ý là đừng có đi, mày đi dẫn người ta nghi ngờ. Mày đi qua nè. Đó bên đó, bên phải. Bên phải. Quên rồi. Đi trước kìa, đi trước. Đó. Đi trước bên tay phải. Đi trước bên tay phải. Đây này, đây này. Nhìn mấy Phương, Đúng không? Đúng không? Nhưng mà đúng của dâu vô rẻ đúng không? Ừ. Hay đúng rồi sao mày? Hay bây giờ hay bỏ xe, hay bỏ xe. Của dâu chú rẻ là bắt buộc phải nói với chú rẻ chồng đó hả? Lỡ nhỏ nào khác là sao? Nhỏ nào khác là sao? Ờ thì bây giờ mày phải nhìn coi hiểu mà mặn vì đi mày đi chậm mày đi nhanh quá. Mày đi từ từ thôi. Đi chậm mới nhìn cho nó thấy làm sao? Mình khẩu trang ai thấy? Anh có bịch đâu. Cái gì khó vậy? Kêu lụm khăn giấy che không chịu nè. Hả? Khăn giấy Vina Tussu. Tự nhiên cầm khăn giấy che lên mặt gạch. Ờ tại vì hay á. Nghi ngờ mà mở cốp xe coi thử coi. Có coi không? Có khẩu trang không? Mày mở cốp xe đi mày. Có cái nịch. Cầm em coi. Mày lúc nãy mày có thấy mày không? Mày có thấy không? Thấy. Ghê lắm. Thấy ghê lắm. Thấy ghê chú dâu chú rể. Mày có biết tại lần Vi không kìa? Khả năng đúng chứ không kia nó đúng mà. Trời ơi, ống con chậm quá. Thôi. Bây giờ mày đi chậm thôi, mày giờ bỏ đi chậm thôi. Ok nha. Cầm lại. Có bầu chắc luôn, tao nói 100% là có bầu. Thì Tết nhiều khi về chơi, ăn chơi rồi nhậu xỉn. Đúng không? Ừ. Đây nè, mình chạy kìa. Mày cứ đi từ từ thôi để coi kỹ, mình nhìn kỹ vô, nhìn kỹ vô không? Chắc luôn, xàm vậy trời. Ê nhưng mà tự nhiên sao nó cưới vậy ta? Mẫu gì không biết. Ê cô chú. Hello mọi người. Hay là nó đi làm mẫu đó. Nó cũng hay đi làm mẫu lắm. Rồi đụng má nó đi làm. Người ta đi làm mẫu đâu ông nội. Rồi vậy con mày gọi điện cho nó thử. Mày hỏi thử Vi nào đang ở đâu. Hỏi Vi mày đang ở đâu. Đụng má sốc vậy mày. Alo,
đến đâu rồi? Đi tao qua đi ăn nè, đi không? Ủa? Đi, tao đang ngoài đường rồi. Đang bận. Ngoài đường làm gì? Ê, chừng nào về? Đi ăn được không? Đi ăn tối, đi ăn thôi. Tối hả? Tối là chừng nào, mấy giờ? Nay mày đang ở đâu? Tao đang đi chị Mụn. Chị Mụn hả? Chị Mụn hả? Chị Mụn. Mày đi với ai vậy? Đi mình chứ đi với ai ba? Sao mày không rủ tao? Thì mày có Mụn đâu mà đi. Mà đi chị Mụn lâu không? Đi đến tối lận. Có gì tối qua rồi mà đi. Mà mặt mày tao thấy mày đâu có Mụn đâu. Nhưng mà Mụn ẩn là sao mày biết? Ở đâu vậy? Ở quận mấy vậy? Tao đi chị Mụn ở bên ấy lận. Bên ấy là bên nào? Đi Bình Dương á. Bình Dương là hả? Ủa chừng nào gì á? Ủa chừng nào cái gì á? Thôi về thôi nha. Vậy thôi. Chị Mụn mà nghe máy được mà. Tao mệt quá, tao phải ti la ve nè. Mệt quá thôi nha. Tao ti la ve gì? Chị Mụn gì ba? Chị Mụn giữa tìm áo cưới không? Ủa sao nó mới về nó giấu gì nó không? Nó đi làm mẫu ảnh thì nó lấy em để đi làm mẫu ảnh chứ mắc gì ta. Vậy sao nó mới về giấu vậy ta? Sao vậy? Ủa sao giờ? Vô bắt ghen hả? Bắt ghen mày điên, nó làm như nó đi đâu mà bắt ghen. Thôi đi về chứ sao? Thôi tự nhiên đi về. Chứ bây giờ vậy thôi chứ cái chuyện đó là chuyện của nó mà. Mình biết mình xác nhận vậy thôi chứ giờ sao? Vậy bây giờ chạy ra một lần nữa quay khẳng cái mặt đó đi. Cho làm bằng chứng. Cái lúc nãy là tao quay được cái mặt đó rồi. Chắc chưa? Chắc luôn, ngay cái mặt đó luôn. Coi chưa? Coi rồi, anh ngay cái mặt đó luôn, anh để ra ngay cái mặt đó rồi. Để coi tối nó về mình nói chuyện với nó thôi. Nãy giờ không bắt tay chẩn hả? Ê, tao nghi là Phương con Vi có bầu rồi Phương. Không bắt tay có chẩn hả? Không bắt tay chẩn hả? Tao nghi con Vi có bầu chắc chắn rồi Phương ạ. Đúng không? Con Vi có bầu rồi. Nãy dù như mà thấy nó gọi này. Alo? Ủa lẩu bây giờ là anh mày thống nhất. Bây giờ tao mày đi về. Tối nó về là tao mày hỏi. Thôi bắt tay chậm đi để tao dối mình mà. Cái chuyện nó đi đâm thử đám cưới. Cái chỗ tiệm cưới người ta. Mày đem mày chui vô đó mày nói gì? Ủa vì tao bắt tay chậm mày đi vừa cưới. Ủa nó cũng là chuyện của nó. Ủa chứ chuyện gì anh em mình đâu. Đúng không? Hạnh phúc cũng là hạnh phúc của nó mà. Nhưng mà tao nghĩ nó là không nói mình. Tối mình về mình tâm sự với nó thôi. Mà nếu mà nó chối thì mình đưa clip ra buộc nó phải tâm sự. Ok chưa? Ê mà ví dụ như mà nó đẻ con thì con nó kêu em bằng gì nhỉ? Ví dụ như nó đẻ con thì con nó kêu em bằng gì nhỉ? Kêu anh bằng ông, kêu em bằng cô. Ok đi về tối gặp lại. Mày trốn, mày thật sự trốn chưa? Trốn nè. Mày trốn mà mày mở điện thoại mày. Sao quay? Trốn mà còn edit cấp kết nữa, mày cắt đôi dép chưa? Sao quay cam thường? Cũng phải quay cam mấy cho đẹp nữa. Người má đi rừng mà còn phải quay cho đẹp. Mày có thực sự ổn không? Mày có thực sự ổn không? Mà mày cắt đôi dép chưa? Nó về nó thấy đôi dép thì cũng khác. Mày đang ở nhà. Mày cắt đôi dép chưa? Chồng đi, anh rất giùm em đi. Tâm mệt mỏi. Mày đi ra mày cắt đôi dép giùm tao cái Phương. Cắt đi. Nó mày làm cái gì nữa? Tao kêu mày cắt bây giờ không cắt. Em bận đó, kiếm cắt kết rồi đi cắt giùm đi trời, nổi. Ok, vậy để tao cắt đi. Mày đừng có bấm điện thoại xíu nữa nó về rồi làm sao mày trở tay kịp. Vậy em tắt rồi, em bấm điện thoại không? Ủa sao mày quyết định là như thế nào? Nhìn em cười cũng xinh quá thôi. Em bấm điện thoại. Em bấm điện thoại này nè. Hả? Đây nè. Mày đi em bấm vô. Ừ đúng rồi. Mày tao đi cắt đôi dép đây. Cúp đi. Em. Đây, mình là chồng mình. Đã về ở nhà rồi thì mình nghĩ là ông Vĩnh sẽ vô trong rồi. Vĩnh đã lừa Phương xong rồi cho nên bây giờ mình sẽ vô nhà của mình. Nói lát nữa Vĩnh sau nha anh. Ok, mình cầm điện thoại đi vô mình đặt kem luôn, không biết nó có trong trong ấy cái nào. Ở đến đây đợi xíu nha. Phương ơi, Phương ơi! Phương!
Vô đi anh. Em làm gì lâu chứ? Tại em coi nhà có ai không? Có ai chứ. Rồi em nói em cái vụ đồ cưới á, em chọn hai bộ thôi chứ mất nói em chọn cái ba bộ vậy. Mình trong khi đó mình vô mình về mình quay có hai bộ thôi. Thì nó phát sinh chi phí tùm lum hết rồi. Thế sao bữa anh hứa với em cho em 5 bộ, bây giờ con có 3 bộ, 2 bộ nữa. Nhưng mà anh thấy là nó kiểu dạng như là 2 bộ là nó đã hợp lý rồi. 3, 4 bộ thì anh thấy 2 bộ anh thấy đẹp không? Rồi với cái vụ bao thiệp nè, thiệp mời á. Thiệp mời á, anh chọn cái loại đó là anh thấy ok rồi. Còn em còn chọn cái loại thứ hai chia cho nó gấp đôi tiền vậy. Tại vì cái loại đó nhìn đẹp hơn. Đẹp hơn nhưng mà nó không có tiết kiệm cái chi phí, em hiểu không? Thấy là cái loại một nó đã đẹp rồi, chi phí nó cũng ổn rồi. Em muốn chọn cái loại hai. Thôi em ở đây đi, có việc đi coi xe một xíu. Ở trong nhà xong đói vậy? Cái vụ gì vậy? Không có trong đó là sao mẹ? Mà làm gì giấu vậy cô? Có gì đâu. Sao mày lấy chồng mà mày không nói cho tao biết? Ủa đi đâu rồi? Mày xạo đúng không? Ông nào? Đi đâu rồi? Phải người yêu mày không? Ủa mới nói bên Tết vô mà làm gì má nhà mình cú sốc dữ vậy? Thiệt hả? Mà mày lấy chồng sao mày buồn vậy? Cái vụ gì? Nhưng mà không có gì, tự nhiên em tết về mà tự nhiên em vô góp giữ đi. Có bầu à? Không. Hỏi thẳng đi cha. Để từ từ tôi hỏi mấy mém cái gì vô thẳng vậy. Mà anh biết hết rồi, không có gì phải giấu đâu. Đi thử áo cưới đúng không? Có đâu, nãy nói chuyện trên ấy thôi. Đi thử về áo cưới anh. Bạn fan này đó, bạn chụp hình xong rồi tụi anh với Phương lại có tới coi rồi. Tại sao mày lấy chồng mày không nói cho tao biết? Nè, anh với Phương quay clip mà mày hỏi không phải nói, mày chối. Anh để em hỏi nó tại sao mà mày lấy chồng mày không nói cho tụi tao biết. Nó có chịu nhận là nó ấy đâu. Nó có chịu nhận nó lấy chồng đâu. Anh gọi. Ủa sao thôi. Tự nhiên theo dõi em vậy? Theo dõi nào, ai cảnh theo dõi mày? Ấy là anh. Cưới nhưng mà anh Phương không tin. Em đi thử để quay phim. Từ nãy giờ anh có Phương trong kia nghe rồi. Anh với Phương cố tình núp trong kia. Chứ không là mình nói vậy mà em còn chối mà. Anh em với nhau mà làm gì mất nói gì em phải giấu. Bộ tụi tao nhiều chuyện lắm hả? Hả? Đấy là bị gì? Hay là mày giống là ông Vĩnh nói là mày có bầu thiệt hả Trà Bi? Không, Trà có Bi. Bị gì đâu. Sao mày cứ che cái bụng mày vậy? Anh em với nhau. Sao mày có bầu thiệt hả? Nhưng mà sao em cưới? Em cứ nói bình thường, anh em với nhau mình tâm sự. Phải không? Thì yêu nhau lâu rồi thì cưới. Yêu hồi nào? Mày có người yêu không đây tao không biết. Mẹ qua cả ngày còn không điện thoại, còn không có tin nhắn nữa. Mày đặt yêu lâu rồi? Yêu lâu chưa? Hồi Tết tới giờ hả? Thì về nhà ăn Tết mẹ giới thiệu thì cưới. Hay là mày có bầu? Không. Mày vô mày đi chơi Tết rồi sao mày có bầu đúng không? Hay là sao? Không. Mày không gì nhẹ gì vậy? Mày ngẩng mặt lên mày nhìn tao nè.
Mẹ mày biết chưa? Hả? Cưới thì em mới nói với tụi anh thôi, có gì đâu. Thiệp cưới. Thì em chưa kịp nói, em định mấy hôm nữa em đưa thiệp mời. Là mày đám cưới thiệt? Thì em thương người ta thì em cưới. Thôi gì lúc nãy em thấy là ổng la mày quá trời, tao mới nghe luôn á. Mẹ ông Vĩnh mà không kể chứ đâu, gặp tao đục ổng luôn rồi đó. Cái chuyện ăn nói mất dạy. Mày đi lấy cái người đó được hả? Hả? Mà mắc cái gì mà đám cưới mà không nói tụi tao biết? Chưa có kịp nói. Con xin tay biết chưa? Chưa. Mày chưa nói cho ai hết? Chưa. Mà mày đã đi thử đồ cưới rồi. Mày có bị điên không? Không. Giờ này mày còn chối nữa. Mày nói thiệt đi, mày có bầu không? Mà mày cứ che cái áo của mày hả? Cái gì nè, cái có cái gì thì mày nói cho tao nghe. Tao có nốt hồ riêng của tao mà. Cái gì? Hả? Mày nói cái gì? Tao có nốt hồ riêng của tao. Nốt hồ riêng của mày là cái gì? Tao có bầu cái gì? Bộ tụi tao không đáng để mày tin cậy hả? Thì mày nói cho tụi tao biết, là có tiền tự nhiên mày đùng ra mày đi thử cái cưới là sao? Thôi hồi nãy đó tao không tin là mày đâu, mà ông Vĩnh á kêu tao chạy nghe một lần nữa, xong rồi mày quay mặt ra tao biết là mày đó. Tao còn nói với ông Vĩnh ha, không thể nào đâu mày á, mày có bao giờ mà đi đòi đi lấy chồng đâu, tao tưởng đâu là mày đi làm mẫu ảnh không đó. Nỗi khổ yên của mày là gì mày nói cho tụi tao nghe thôi, bây giờ không có ai ở đây nữa trơn á. Thì cho tao nghe đi Vi. Cái vụ gì? Bây giờ sao?
Ôi giờ sao? Phải gì vậy? Đủ rồi bây giờ. Thế hả? Tròn, tròn Việt Nam. Tròn Việt Nam, tròn. Ôi. Tối nó mày quá à. Cút. Làm gì cút? Thế đội vậy? Mẹ đầu năm chết chết của mẹ. Trôn, trôn Việt Nam, trôn. Mẹ. Chuyện thề vậy bạn. Mày có thề không? Mày ta... Dạy. Mày ta có bầu việc, mày có tiền cho tao mượn đẻ con. Có quần què. Con quần viên nó còn khóc khóc nữa chứ. Ủa? Mệt quá. Nhưng mày có thương tao không? Mày không thương tao hả? Mày không thương tao sao mày khóc? Ôi, mày không thương tao hả? Vi ơi đừng. Mày có thương tao không? Mày có bầu hả Vi? Thì đầu năm cho anh ta rồi. Không có bầu thiệt chứ thì tương truyền là đầu năm trôn là cả năm được trôn đó. Mày biết tốn bao nhiêu công sức thì mới làm được cái màn trôn này không? Đó là cầu kỳ đó, ai là mệt mày, ai biểu mày đẹp không? Tốn nước mắt rồi Vi thì tốn tiền thuê cái studio áo cưới đó nữa, mười mấy triệu mới được cái màn trôn rồi đó. Có phải đơn giản đâu mày, mày ngồi đó mày chửi. Mày không biết cảm ơn người ta là mày còn ngồi đó mày chửi. Ừ, cảm ơn đi. Không biết cảm ơn hả? Cảm ơn tao đi. Ôi nó chửi. Đầu năm mà nói là năm nay là không bị tròn nữa. Tròn tròn. Quê. Đây là thử lòng. Đúng. Lụm đi nhét xuống cái gạt chịch không có để lên bàn. Đây là thử lòng không phải tròn. Có tròn gì ở đây? Đừng có nói vậy. Bị điên như vậy. Mày nãy không cản mà tao ra tao đập phòng đó luôn rồi đó. Ừ, mới gì món chó tự nhiên cũng không được đập người ta. Chồng đâu mày đập vậy? Chồng chồng quê. Thôi giờ clip này up YouTube không ta? Mày tự nhiên khóc. Ủa người ta nhập tâm, người ta nhập tâm thì người ta. Ừ, không khóc sao trốn. Ừ. Không khóc sao thử lòng. Là mày có thương tao không? Mày nuôi con giùm tao nha. Cúc. Nuôi con giùm tao đi. Nuôi con giùm tao. Cúc là gì cắn? Nuôi con giùm tao được không? Nó không có cha cũng được, mày nuôi nha. Mày làm cha đó nha. Mày làm cha đó nha. Mày làm cha đó nha. Cha ai mỏ bị hổn với bạn. Đầu ăn nha. Thôi đi về. Đầu ăn đầu tháng nha. Giờ bao nhiêu rồi còn 1 năm? Làm cha đó nha. Mày làm cha đó nha. Cha bỏ mẹ. Bỏ dữ mày. Thôi đi về. Ồ nó không làm cha bé luôn, nhỉnh thôi.